Xin mời quý vị cùng đến với tiết mục được mang tên Hà Nam Chống Hội Mừng Xuân, sáng tác nhạc sĩ Minh Quang, biên đạo múa Hồng Định, biểu diễn tập thể nam nữ Bưu điện tỉnh Hà Nam. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Nam với những địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, quê hương của núi đọi sông chơi đẹp như bức tranh thủy mặc, với những cảnh đẹp đã đi vào thi ca như vũ động Thi Sơn, Tam Trúc. Nơi đây không chỉ là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát chèo, hát chống quân, hát chầu văn, mà còn biết đến với những loại hình văn hóa phi vật thể, những lễ hội mang nét đặc trưng riêng có như lễ hội tịch điền, lễ phát lương đền Trần Thương, lễ hội chùa Long Đội Sơn, quê hương của nhà thơ Tam Nguyên Yên Đổ, nhà văn hiện thực Nam Cao. Hà Nam hôm nay đang bừng lên sức sống, dù đi đâu về đâu, Hà Nam đó sâu nặng ân tình. Thank you.
tiếng trống rộn rã, tiếng trống hỏi dân mình, tiếng trống rộn rã, tiếng trống hỏi mừng xuân, mừng tha nam quê mình, vui mơ hồi mừng ngàn xưa cha. Oh.